Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tuần 9, ôn tập giữa học kỳ 1, tiết 9, cộng 10. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau ôn tập nhé. Trước tiên, chúng mình cùng nghe cô giáo đọc câu chuyện sau. Đây là câu chuyện bó đũa. Đây là 4 bức tranh tương ứng với câu chuyện. Bây giờ chúng mình hãy quan sát tranh và lắng nghe cô giáo đọc lại câu chuyện bó đũa nhé. Các em hãy đọc thầm câu chuyện ở trong sách giáo khoa trang 76. Câu chuyện bó đũa. Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em. Lúc nhỏ, anh em rất hòa thuận. Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng. Tuy mỗi người một nhà, nhưng vẫn hay va chạm. Thấy các con không yêu thương nhau, người cha rất buồn phiền. Một hôm, ông đặt bó đũa và một túi tiền lên mặt bàn, rồi gọi các con lại và bảo, ai bẻ gãy được bó đũa này, thì cha thưởng cho túi tiền. 4 người con lần lượt bẻ bó đũa, ai cũng cố hết sức, mà không sao bẻ gãy được. Người cha bèn cởi bó đũa ra, rồi thong thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng. Thấy vậy, 4 người con cùng nói, thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì? Người cha liền bảo, đúng, như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh. Như vậy vừa rồi, các em đã nghe cô giáo kể lại câu chuyện bó đũa. Bây giờ chúng mình hãy trả lời câu hỏi về nội dung của bài theo yêu cầu sau nhé. Câu hỏi thứ nhất, khi lớn lên, tình cảm giữa anh và em như thế nào? Có 3 ý. Ý thứ nhất là hòa thuận. Ý thứ hai, không thay đổi. Ý thứ ba, không hòa thuận. Vậy trong 3 ý trên, ý nào là câu trả lời đúng? Các em ạ, khi lớn lên, tình cảm giữa anh và em không hòa thuận. Do đó chúng mình sẽ lựa chọn ý thứ 3, đó là đáp án đúng. Câu hỏi ý B, người cha nghĩ ra cách gì để khuyên bảo con? Khi thấy các con không đoàn kết, người cha đã nghĩ ra cách thử thách các con bằng việc bẻ bó đũa đấy. Câu hỏi ý C, vì sao 4 người con không bẻ được gãy bó đũa? Tại vì tất cả họ đều cầm cả bó đũa để bẻ. Câu hỏi D, người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào? Người cha đã bẻ gãy cái bó đũa bằng cách tách rời từng chiếc đũa rồi bẻ từng chiếc một đấy. Câu hỏi tiếp theo, tìm từ ngữ ở cột A phù hợp với nghĩa của nó ở cột B. Các em hãy quan sát các từ ngữ ở cột A như sau. Đó là từ hòa thuận, yêu thương, buồn phiền. Còn nghĩa ở cột B đó là buồn và lo nghĩ, không yên lòng. Êm ấm, không có xích mích. Có tình cảm gắn bó, tha thiết, quan tâm, chăm sóc hết lòng. Bây giờ các em hãy đọc và nối từ ngữ ở cột A với nghĩa ở cột B để cho phù hợp nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Từ ngữ ở cột A đó là từ hòa thuận. Vậy hòa thuận có nghĩa là như thế nào? Các em ạ, hòa thuận ở đây có nghĩa là êm ấm, không xích mích đấy. Từ yêu thương có nghĩa là như thế nào? Yêu thương có nghĩa là có tình cảm, gắn bó, tha thiết, quan tâm, chăm sóc hết lòng. Buồn phiền có nghĩa là như thế nào? Buồn phiền ở đây có nghĩa là buồn và lo nghĩ, không yên lòng. Như vậy vừa rồi chúng mình đã nối được từ ngữ ở cột A với nghĩa ở cột B. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo nhé. Yêu cầu như sau, xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Các em hãy quan sát, đây là hai nhóm. Nhóm thứ nhất
đó là từ chỉ sự vật. Nhóm thứ hai là từ chỉ hoạt động. Mỗi một nhóm là một cái túi, và ở trong những cái kẹo này và mỗi chiếc kẹo đều có chứa một từ. Vậy từ ngữ đó thuộc từ ngữ chỉ sự vật hay từ ngữ chỉ hoạt động? Các em hãy đưa vào nhóm thích hợp bằng cách chúng ta sẽ nối từ ngữ vào túi từ chỉ sự vật hoặc từ chỉ hoạt động cho phù hợp nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nào. Mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Đầu tiên đó là từ bó đũa. Bó đũa là từ chỉ sự vật vì nó là từ chỉ đồ vật. Tiếp theo đó là từ nhà. Từ nhà ở đây cũng là từ chỉ sự vật. Tiếp theo đó là túi. Từ túi ở đây cũng là từ chỉ sự vật. Như vậy chúng mình đã tìm được các từ chỉ sự vật vào nhóm thích hợp. Tiếp theo đó là từ gọi. Gọi ở đây là từ chỉ hoạt động. Đặt là từ chỉ hoạt động. Bẻ là từ chỉ hoạt động. Nói là từ chỉ hoạt động. Như vậy chúng mình đã tìm được các từ ngữ xếp vào nhóm thích hợp, đó là từ chỉ hoạt động. Như vậy các em đã hiểu được từ ngữ chỉ sự vật là những từ nào rồi, và xếp được các từ ngữ vào đúng nhóm thích hợp rồi đấy. Bây giờ chúng mình cùng nhau chuyển sang yêu cầu tiếp theo nhé. Hãy viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình. Các em hãy lựa chọn, có thể giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng. Đồ chơi thì phù hợp với bạn nam và bạn nữ, thì chúng ta sẽ tả về đồ chơi của mình. Còn đồ dùng trong gia đình là đồ dùng chung, chúng mình có thể tả được, bạn nam, bạn nữ đều tả được nhé. Các em để viết được bài văn tốt, các em hãy dựa vào gợi ý sau. Gợi ý thứ nhất là đồ vật em muốn giới thiệu là gì? Có nghĩa là khi các em giới thiệu câu đầu tiên, phải giới thiệu được đồ vật đó tên là gì nhé. Tiếp theo, câu thứ hai đó là giới thiệu đồ vật đó từ đâu mà có. Chúng ta có thể giới thiệu là do bố mẹ mua cho, hoặc là em được tặng trong dịp sinh nhật, hoặc được ông bà tặng, hoặc là cô dì chú bác tặng chúng ta, hoặc là những cái đồ vật trong gia đình thì do bố mẹ mua về, hay là được ai cho. Gợi ý thứ ba là em có suy nghĩ gì về ích lợi của đồ vật đó. Tức là chúng ta phải nêu được cảm nhận của em về cái ích lợi mà cái đồ dùng, đồ chơi đó mang lại cho em. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết 3-4 câu về giới thiệu đồ chơi hoặc đồ dùng gia đình vào vở Oli nhé. Mời các em hãy làm bài nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Các em ạ, văn thì không ai giống nhau cả, mỗi một bạn có một ý văn khác nhau. Do đó, không có một đáp án nào chính xác cho bài này cả. Nhưng cô giáo muốn giới thiệu với các em, đây là một bài văn mẫu của một số bạn năm ngoái đã làm. Cô mời các em quan sát và tham khảo nhé. Mùa hè oi bức đã đến. Hôm nay, bố em muốn đi làm về, mang theo một chiếc quạt máy. Quạt máy có cái đế tròn. Bên trên có 3 cánh quạt bằng nhựa và một lồng bảo vệ. Mỗi khi cánh quạt bay vù vù là bao nhiêu nóng lực bay đi hết. Có cái quạt máy, em ngồi học thấy rất mát mẻ, dễ chịu. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. Comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để được xem video mới.